Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn ở video ngày hôm nay. Thưa với quý vị và các bạn, ở video ngày hôm nay, tôi xin trân trọng gửi đến quý vị và các bạn một mẫu xe 7 chỗ ngồi số tự động nhập khẩu nguyên chiếc quý vị các bạn nhé. Đó chính là chiếc xe Suzuki XL7. Chiếc xe được sản xuất năm 2021, đăng ký tên tư nhân và đã lăn bánh được hơn 6 vạn km rồi quý vị các bạn nhé. Phiên bản số tự động. Và chiếc xe này thì chúng tôi vẫn cam kết với quý vị các bạn là không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản. Chúng tôi đang bán với giá là 515 triệu đồng thưa quý vị các bạn. Chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị và các bạn. Vì vậy mà quý vị và các bạn chỉ việc thanh toán trước 30% giá trị của xe thôi. Số tiền còn lại là 70% thì quý vị các bạn có thể thanh toán trong vòng 5 năm. Với lãi suất rất ưu đãi, thủ tục thì nhanh chóng và rất đơn giản quý vị các bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Suzuki XL7 2021 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883 để chúng tôi tư vấn, hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi số 320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi tìm hiểu về chiếc xe Suzuki XL7 7 chỗ ngồi nhập khẩu nguyên chiếc số tự động này các bạn nhé. Phiên bản số tự động, phiên bản đủ này thì xe cũng đã được trang bị rất là nhiều option rồi các bạn nhé. Đấy, và chiếc xe này thì cũng đã được chủ xe lắp thêm một số option nữa, cho nên là bây giờ là chiếc xe này full đồ chơi từ camera, từ màn hình Android, camera 360 quanh xe rồi các bạn nhé. Và đây là cái mức tiêu thụ nhiên liệu mà nhà sản xuất công bố cho chiếc xe này đấy ạ. Rất là hấp dẫn với dung tích động cơ chỉ 1.5 lít các bạn nhé, cùng những chiếc xe phân khúc như Xpander đấy chẳng hạn. Đấy, hoặc là con Rush của Toyota. Đấy thì chiếc xe này 1.5 số tự động chỉ với 6,39 lít cho 100 km quãng đường kết hợp, nếu như chạy trong đô thị 7,99 lít, còn nếu như ngoài đô thị chỉ 5,47 lít thôi. 7 chỗ ngồi mà chạy như này là rất tiết kiệm các bạn nhé. Và nhìn về phần bên ngoài thì bạn thấy đấy ạ, nước sơn zin của xe còn rất là nhiều này. Và option thì rất là nhiều đây các bạn xem đây, từ những cái đằng sau thì thế là có camera lùi này, cảm biến lùi này. Camera ở chiếc xe này thì đã được trang bị là camera 360 rồi nhá. Hai bên gương trước sau đều có camera hết rồi các bạn nhé. Và đằng sau này thì các bạn thấy đấy ạ, xe cũng đã có đuôi gió này, đèn phanh trên cao này. Đấy, và tất cả còn rất là mới, rất là đẹp, chưa có bị xước xát gì cả, từ những cụm đèn hậu này. Cụm đèn hậu này cũng là cụm đèn LED này. Đấy, cụm đèn hậu này chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả này. Rất là mới luôn, 2021 thì là đời cao rồi quý vị các bạn nhé. Mà giá chỉ loanh quanh 500 triệu đồng thì quý vị các bạn đã có ngay một chiếc xe 5 chỗ này. Đấy, khóa thông minh, bấm tay để mở cửa, gương chiếu hậu gập điện, tích hợp xi nhan trên gương này, camera trên gương này. Đấy, và nhìn về phần đầu thì các bạn thấy đấy ạ, phần đầu là chiếc xe này cũng chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả nhé. Toàn bộ từ cụm đèn pha còn rất mới, rất là sáng đấy ạ. Đây là cụm đèn pha này, cho đến đèn gầm. Đấy, đèn gầm cũng rất là sáng luôn, đèn gầm rất sáng luôn các bạn nhé. Camera trước này, đấy, camera trước rồi camera trên gương này, gương chiếu hậu gập điện, tích hợp xi nhan trên gương, đầy đủ camera 360, camera hành trình rồi quý vị và các bạn nhé. Rất là đẹp luôn, đấy, camera hành trình rồi này, rất là đẹp luôn, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả. Và đây là cái phần nước sơn bên sườn của bên lái các bạn nhé, cũng còn zin nguyên bản, sơn zin còn rất là nhiều này, dàn lốp thì rất là dày này. Đấy, dàn lốp rất dày, la răng đúc, mặt phay, khóa thông minh, bấm tay để mở cửa đấy. Và sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi tìm hiểu về phần nội thất của chiếc xe này. Từ keo chỉ cánh cửa còn nguyên bản đấy các bạn nhé, đến tắp bi cánh cửa này, rất là mới này. Gương chiếu hậu thì gập điện rồi này, toàn bộ từ tắp bi đến táp lô. Đấy, màn hình Android này, vô lăng bọc da, tích hợp các phím điều khiển trên vô lăng này, vô lăng cần số đều rất đẹp luôn này. Bộ ghế da rồi này, xe đã được trang bị bộ ghế da, trải sàn da. Đấy, cảm biến lùi là cảm biến nguyên bản theo xe nhé. Và đây là cái tem của nhà sản xuất này, chiếc xe được sản xuất năm 2021 bạn nhé. Và chiếc xe này được sản xuất tại Indo, nhập khẩu nguyên chiếc. Đấy, rất là đẹp luôn các bạn nhé. Và tiếp theo tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau bên lái cho quý vị các bạn cùng xem. Toàn bộ từ keo chỉ cánh cửa này, rất là nguyên bản luôn. Keo chỉ cánh cửa này, tắp đi cánh cửa này, nội thất phía trong đấy, nội thất hàng ghế sau đều rất là mới quý vị và các bạn nhé. Chủ xe cũng rất là cẩn thận, đã ốp bậc cửa inox rồi này, chống xước bậc cửa này. Và tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cốp sau này lên cho quý vị và các bạn cùng xem những cái phần ốc cốp sau còn nguyên zin này. Keo chỉ cốp sau cũng nguyên zin luôn này. Nguyên zin hết luôn các bạn nhé, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì đâu. Hàng ghế sau này rất là mới luôn. Đấy. Và tiếp theo tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau bên phụ cho quý vị và các bạn cùng xem nhé. Đây là keo chỉ này, còn nguyên zin này. Đấy, tắp đi cánh cửa này, rất là đẹp luôn này. Rất là đẹp luôn các bạn nhé. Bậc cửa này. Còn đây là chiếc tắp bi cánh cửa phía trước bên phụ này, cũng là bấm tay để mở cửa này. Từ keo chỉ cánh cửa nguyên zin này đến tắp bi cánh cửa này. Đấy, tắp bi, tắp lô, vô lăng, cần số tay phanh đều rất là mới, rất là đẹp luôn quý vị các bạn nhé. Với những chiếc xe mà đời thấp thì không nói, những chiếc xe này đời cao rồi quý vị các bạn nhé, đời cao rồi cho nên là rất là đẹp luôn. Đấy, rất là đẹp luôn này các bạn nhé. Toàn bộ về phần ngoại thất và nội thất đều rất là đẹp rồi. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về phần động cơ của chiếc xe các bạn nhé. Suzuki cũng đã trang bị cho chiếc XL7 2021 này là một cái khối động cơ xăng với dung tích 1.5 lít ạ. Đấy, và tất cả là còn nguyên bản từ những cái ốc mặt máy đây các bạn nhé. Ốc là còn nguyên bản hết này. Chưa có một con ốc nào bị tháo ra nhé. Đấy, ốc chân máy này. Nguyên zin hết luôn các bạn ạ, chưa có một con ốc nào bị tháo ra đâu. Chiếc xe này thì chúng tôi cũng đã dọn dẹp đi rồi đây. Rất là mới, rất là sạch luôn các bạn nhé. Ốc cabo nguyên zin này. Keo chỉ cabo cũng còn nguyên zin này. Đấy, nguyên zin hết luôn các bạn nhé. Thưa với quý vị và các bạn, vừa rồi thì tôi cũng đã giới thiệu cho quý vị và các bạn toàn bộ về chiếc xe Suzuki XL7 sản xuất năm 2021 này quý vị các bạn nhé. Và chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 515 triệu đồng thưa quý vị và các bạn. Chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị và các bạn. Vì vậy mà quý vị và các bạn chỉ việc thanh toán trước 30% giá trị của xe thôi. Số tiền còn lại là 70% thì quý vị và các bạn có thể thanh toán trong vòng 5 năm. Với lãi suất rất là ưu đãi, thủ tục phí nhanh chóng và rất đơn giản quý vị các bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Suzuki XL7 2021 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đấy ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi số 320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh, ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi. Và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên trên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.